Quốc Anh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh chia sẻ với tất cả các bạn về chủ đề yêu đúng người, đúng thời điểm. Và sau đây là những dấu hiệu rất rõ ràng. Dấu hiệu thứ nhất, hãy nhớ lại khi bạn còn là một đứa trẻ và bạn và người bạn thân nhất của bạn không thể tách rời. Bạn đã trải qua những ngày dài vui chơi cùng nhau, thức cả đêm để nói chuyện và chia sẻ những bí mật mà bạn sẽ không bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai khác. Khi một trong hai người gặp khó khăn, người còn lại ở ngay đó để tìm cách khắc phục. Khi bạn yêu đúng người, bạn sẽ cảm thấy rất giống như được trở lại như những ngày đơn giản hơn. Bạn có thể đang phải đối mặt với những áp lực của công việc, trường học và những trách nhiệm xung đột. Nhưng các bạn vẫn dành thời gian chia sẻ cùng nhau. Các bạn kể cho nhau nghe mọi thứ. Và bạn có niềm tin không thể lay chuyển rằng nếu một trong hai người có vấn đề xảy ra, cả hai sẽ cùng nhau đối mặt. Các bạn ở bên nhau trải qua tiếng cười và nước mắt. Và các bạn an ủi nhau. Bạn không sợ ngớ ngẩn và bạn không sợ yếu đuối. Các bạn thích những điều kỳ quặc của nhau và không việc gì mà các bạn không làm cho nhau. Điều thứ hai, bạn tranh luận một cách lành mạnh. Nếu bạn ở bên người phù hợp, bạn biết rằng xung đột là không thể tránh khỏi. Cả hai bạn cảm thấy đủ thoải mái để nói ra ý kiến của mình một cách cởi mở. Và hai bạn đủ tôn trọng nhau để coi những ý kiến đó là hợp lệ. Bạn tranh luận quan điểm của mình hơn là công kích người ấy của mình. Và bạn tập trung vào việc giải quyết xung đột hơn là chỉ đơn giản kết thúc cuộc tranh cãi. Bạn tìm kiếm những điểm chung và bạn tìm kiếm những giải pháp phù hợp với cả hai người. Một số người phải học điều này. Điều này là có thể và quan trọng để làm. Học những kỹ năng này với người ấy của bạn có thể khiến họ trở thành người phù hợp với bạn. Điều thứ ba, khi bạn hình dung ra tương lai của mình, người ấy của bạn đang ở trong đó. Bạn có thể nhìn thấy chính mình cùng nhau 5 năm, 10 năm, thậm chí 50 năm kể từ bây giờ. Bạn đã biết gia đình của nhau. Hai bạn đã thảo luận về những vấn đề lớn như là hôn nhân, con cái và nơi ở. Cả hai bạn đều sẵn sàng thỏa hiệp cho mối quan hệ và bạn cảm thấy thoải mái với tốc độ tiến triển của nó. Điều thứ tư, bạn ổn với việc ở bên ngoài. Các mối quan hệ ở mức lành mạnh nhất khi cả hai duy trì cuộc sống cá nhân của họ, đến với nhau từ mong muốn thay vì tuyệt vọng. Nếu bạn yêu đúng người, bạn biết bạn có thể tin tưởng người ấy của mình. Bạn không ghen tị với bạn bè của người ấy hoặc sở thích của người ấy. Bạn cũng có một cuộc sống cá nhân lành mạnh và bạn thích làm những việc của riêng mình. Bạn biết rằng bạn sẽ quay trở lại cùng nhau với những câu chuyện mới để kể và bạn không dành thời gian xa nhau để lo lắng liệu mối quan hệ có đủ bền vững để tồn tại hay không. Điều thứ năm, bạn sẽ ở bên nhau mặc dù hai bạn không bị đe dọa bởi thời gian xa cách và thậm chí cả hai đều tận hưởng điều đó ngay bây giờ. Nhưng bạn vẫn thích ở bên nhau. Bạn nghĩ về người kia khi xa nhau và bạn háo hức mong đợi được gặp lại người ấy của mình. Bạn cảm thấy thoải mái và thư giãn nhất khi có người ấy của mình. Người ta yêu vì đủ mọi lý do và không phải mối quan hệ nào cũng được định sẵn là lâu dài. Nếu bạn đang tự hỏi rằng người ấy của bạn có phù hợp với bạn hay không, hãy lùi lại một bước và nhìn nhận mối quan hệ một cách khách quan. Bạn có cảm thấy hầu hết hoặc tất cả những điều Quốc Anh vừa chia sẻ? Người ấy của bạn có cảm thấy như vậy hay không? Đừng lo lắng nếu thiếu một hoặc hai dấu hiệu. Đặc biệt nếu mối quan hệ của bạn còn khá mới, mức độ tin cậy sâu sắc cần có thời gian để phát triển và bạn và người ấy của bạn cần phải tìm ra sự cân bằng phù hợp với mình. Tất cả chúng ta đều có một quá khứ. Tất cả chúng ta đều có những điều chúng ta đã làm và những sai lầm mà chúng ta đã mắc phải mà chúng ta không thực sự tự hào. Mặc dù quá khứ của chúng ta là một phần quan trọng đối với con người của chúng ta,
nhưng nó không xác định chúng ta, và người phù hợp sẽ yêu bạn đủ để không bao giờ đánh giá bạn về bất cứ điều gì trong quá khứ mà bạn muốn quên đi hoặc bỏ lại sau lưng. Họ sẽ yêu bạn vì con người bạn hiện tại và những thay đổi bạn đã thực hiện, và sẽ không bao giờ muốn mang lại những ký ức đau buồn để làm tổn thương hoặc lợi dụng bạn. Người phù hợp với bạn sẽ luôn lắng nghe khi bạn nói chuyện với họ và sẽ ghi nhớ những điều bạn nói quan trọng đối với bạn. Nếu họ yêu bạn, họ sẽ thực sự muốn lắng nghe những điều bạn nói, bởi vì biết nhiều hơn về bạn và những điều bạn đam mê sẽ khiến họ hạnh phúc. Người phù hợp sẽ luôn khiến bạn cảm thấy được lắng nghe. Họ tin tưởng và tin cậy bạn. Nếu ai đó tuyên bố yêu bạn nhưng không tin tưởng bạn hoặc thắc mắc tất cả những gì bạn nói, thì đó không phải thực sự là yêu bạn theo cách mà bạn xứng đáng được yêu. Khi bạn yêu ai đó, bạn chọn tin tưởng họ bằng cả cuộc đời và hạnh phúc của bạn. Bạn chọn tin rằng họ đang nói với bạn sự thật khi bạn nói cho họ biết bạn đã ở đâu và bạn đang làm gì. Người phù hợp sẽ tin tưởng bạn. Tình yêu bền chặt là một điều có thật, và nó rất quan trọng trong các mối quan hệ lâu dài và thành công. Người phù hợp với bạn sẽ yêu bạn vô điều kiện. Người phù hợp với bạn muốn điều tốt nhất cho bạn về mọi mặt. Vì vậy, họ sẽ không bao giờ muốn kích động bạn hoặc để bạn tiếp tục gục ngã khi họ có thể giúp bạn. Tình yêu lúc nào cũng không dễ dàng, nhưng một người thực sự yêu bạn sẽ không từ bỏ hay bỏ chạy khi mọi thứ trở nên khó khăn. Người phù hợp với bạn sẽ muốn đấu tranh cho mối quan hệ của bạn và những gì hai bạn có được, vì tình yêu của họ dành cho bạn quan trọng hơn nhiều so với một cuộc chiến. Người phù hợp sẽ không chỉ cho phép bạn bước ra ngoài, họ sẽ chạy theo bạn vì họ không bao giờ muốn mất bạn. Trong tình yêu và các mối quan hệ hạnh phúc, bạn phải có khả năng nói rằng bạn xin lỗi khi bạn sai. Người phù hợp sẽ yêu bạn đủ nhiều để có thể thừa nhận lỗi lầm và cùng bạn giải quyết. Người phù hợp sẽ yêu bạn như thế, họ không bao giờ muốn sống thiếu bạn. Khi họ nghĩ về tương lai, họ sẽ không thể hình dung nó nếu không có bạn. Vì vậy, tất cả các kế hoạch và mục tiêu của họ sẽ liên quan đến bạn theo một cách nào đó. Họ không thể đảm bảo rằng mối quan hệ sẽ tồn tại mãi mãi. Chỉ có thời gian mới trả lời được, nhưng họ sẽ sống như thế. Họ có bạn suốt đời vì đó là cách họ yêu bạn. Để tìm thấy tình yêu thật sự, bạn phải nhấn mạnh con người thật của mình. Nếu bạn muốn ai đó yêu bạn qua những khoảnh khắc không hoàn hảo của bạn, trước tiên bạn phải sẵn sàng làm điều đó cho người khác. Hãy sống thật với chính mình. Vì vậy, bạn hãy sẵn sàng cho sự xác thật của người khác. Hãy tự tin vào bản thân, quyết định của bạn và khả năng thu hút tình yêu vào cuộc sống của bạn. Nếu bạn đang là con người đích thực, tốt nhất của mình, thì sự tự tin này sẽ tỏa ra từ bạn trong ánh sáng giá trị của bản thân. Bạn sẽ thu hút một người nhận ra, đánh giá cao và yêu quý con người bạn. Hãy nuôi dưỡng sự tự tin này bằng cách biết rằng bạn là chính mình và hoàn thiện. Hãy hiểu rằng một người bạn tri kỷ là điều tuyệt vời khi có, nhưng không phải là điều bắt buộc. Bạn một mình là đủ. Nếu mong muốn của bạn là gặp một người mới, thì bạn phải sẵn sàng kết nối và cởi mở với những người xung quanh. Nếu ai đó bên cạnh bạn trong quán cà phê bắt chuyện, hãy sẵn sàng tham gia, ngay cả khi người đó không phải là tình yêu của đời bạn. Hãy tập cởi mở. Phát triển năng lượng cởi mở này sẽ giúp bạn tạo điều kiện thuận lợi cho những lần lặp lại có thể dẫn đến mối quan hệ lâu dài. Hãy hạnh phúc. Mọi người đều muốn xung quanh những người hạnh phúc. Hạnh phúc là tự tin. Vì vậy, hãy tập trung sức lực vào việc suy nghĩ và làm những điều khiến bạn hạnh phúc. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.